Quạt cho con học. Mẹ, mẹ ngủ đi, mai con dậy sớm đi chợ. Mẹ kệ con. Mẹ chưa buồn ngủ lắm, để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con, năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi, nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đi nhé. Đức, trời nắng nóng quá, đi làm cốc bia cho mát đi. Đi thì đi, quán nào đấy? Hay ra quán ông Lý Béo đi. Ấy thôi, hôm nay nắng nóng lắm, quán ông ấy có mỗi cái quạt yếu xìu, ngồi một lúc có mà chảy mỡ ra. Sang quán lão Hùng ấy. Ừ, thế đi. Đây, bát mẻ thế này uống có phải vào không? Nào, hết nhé. Đã quá, hay nhỉ. Vừa ra trường, tình cờ thế nào mà mấy thằng cùng quê lại làm cùng công ty. Hay thật. Đúng, cũng một cái đồng hương nào. Cuối tuần này phòng mình tổ chức đá giao hữu với bên phân xưởng đấy. Anh em cố gắng nhé. Cuối tuần này à? Chết, tôi đang định bảo về quê một tí. 3-4 tháng nay từ ngày đi làm chưa về thăm nhà lần nào. Thì để tuần sau rồi bọn mình cùng về. Tuần này mà bỏ lỡ trận này thì tiếc lắm. Phải đấy. Ừ, thôi thế cũng được. Để tuần sau chúng mình cùng về. Alo. Đức à, bác Hoa đây. Cháu về nhà được không? Mẹ cháu ốm nằm liệt giường mấy ngày nay rồi. Thôi chết, thế hả bác? Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ốm sao thế? Sao không báo cho con biết? Đức, sao con lại về giờ này? Bác Hoa lại gọi điện cho con phải không? Vâng, lẽ ra mẹ phải báo con sớm hơn chứ. Mẹ ốm thế này mấy hôm rồi, mẹ đã ăn uống gì chưa? Mẹ đỡ rồi. Lúc nãy bác Hoa nấu cho bác cháu. Mẹ ăn rồi, con đừng có lo. Trời nắng nóng quá, mẹ toát hết cả mồ hôi rồi. Không sao, mẹ quen rồi. Con có nóng không? Có quạt đây. Con quạt đi cho đỡ nóng. Mẹ, chiếc quạt nan này. Để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con, năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi, nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đi nhé. Mẹ, sao con lại quên được lời hứa ngày xưa chứ? Mẹ ơi. Mẹ, mẹ ngủ đi. Con quạt cho mẹ ngủ. Mẹ ngủ đi. Ngày mai. Ngày mai gì hả con? Không. Mẹ để con quạt cho. Mẹ ngủ đi. Mẹ, lần này con không hứa nữa. Con chưa quên lời hứa ngày trước đâu mẹ. Vị tiến sĩ ngạo mạn. Đò ơi, đò. Đò ơi, đò. Đò ơi. Ông gọi tôi đấy à? Chỗ này còn ai khác ngoài tôi với anh sao? Anh có chở khách không? Vâng, thế mời ông lên đò. Hình như ông không phải người vùng này, trông mặt lạ lắm. Anh cũng tinh mắt đấy. Tôi là tiến sĩ trên tỉnh cơ. Hôm nay về đây thăm bà con thôi. Ra là tiến sĩ. Thảo nào nhìn ông đạo mạo ghê. Tất nhiên rồi, tôi làm việc bằng cái đầu, sao giống các anh được.
sao mãi mà vẫn chưa sang tới bờ bên kia thế? Đúng là nghèo nàn lạc hậu. Đi cano gắn máy thì có phải đã sang lâu rồi không? Ông thông cảm, ngược dòng nên chèo hơi lâu. Vả lại, hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm. Tôi định về sớm rồi, nhưng ông gọi lại nên mới chở đấy chứ. Trời trong xanh thế này mà kêu là xấu à? Trời xanh thế này thôi, chứ lúc nữa có thể mưa bão đấy. Sáng sớm ra sông, thấy trời một màu đỏ rực là tôi đoán ngay hôm nay không được rồi. Anh cũng biết về khí tượng học à? Khí tượng học là gì? Nông dân chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm để đoán thời tiết thôi. Ra là đoán mò. Chứ học đến tiến sĩ như tôi mà không nghiên cứu về khí tượng thì sao đoán được thời tiết? Thế ông là tiến sĩ gì ạ? Anh có biết về văn học không? Không, tôi không biết. Thật đáng buồn. Thế anh có biết về lịch sử không? Tôi ít học nên không biết. Quá đáng buồn. Lịch sử là cái cần biết nhất đấy. Thế còn địa lý, sinh vật, số học, anh chắc phải biết một trong số những thứ đấy chứ. Thật ngại quá. Môn nào tôi cũng không biết. Hỏng. Thế là hỏng. Đời người là mấy tí? Cái gì cũng không biết thì coi như chết nửa đời người rồi. Sống có gì là thú vị chứ? Thì tôi vẫn sống với nửa đời còn lại đấy thôi. Sao tự nhiên gió to thế này? Chết rồi. Có chuyện gì mà đò rung thế? Bão sắp đến rồi. Hả? Bão? Bão ư? Làm sao bây giờ? Sắp tới bờ chưa? Còn một đoạn nữa thôi. Chèo nhanh lên. Ông cái gì cũng biết đúng không? Tất nhiên, tôi là tiến sĩ mà. Không ổn rồi, gió to quá, đò sắp bị lật rồi. Mau nhảy xuống bơi vào bờ đi. Cái gì? Đò sắp lật à? Nhưng tôi không biết bơi. Sao ông nói cái gì ông cũng biết? Tôi cái gì cũng biết. Đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết? Ổn rồi, tạnh mưa rồi. May là cách bờ có một đoạn thôi, không thì chết đuối chứ chẳng chơi. Anh vừa cứu tôi đấy à? Thế ông nghĩ còn ai ngoài tôi với ông nữa? Cái gì tôi cũng không biết. Nhưng nếu không có tôi, bây giờ ông đã chết cả đời người rồi. Cảm ơn anh. Truyền bí kíp. Tốt lắm, tiếp tục đi. Các trò tập tốt lắm. Hôm nay chúng ta tập đến đó thôi. Ngày mai lại tiếp tục nha. Rõ, thưa thầy. Dạ, mệt quá. Này các cậu ơi, sao chúng ta đã theo thầy tập võ hơn 2 năm nay rồi? Vậy mà ngày nào thầy cũng chỉ cho chúng ta tập đi tập lại những đường quyền, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi chán lắm rồi. Phải đấy, tôi cũng chán lắm rồi. Thầy nổi danh cả thiên hạ với tuyệt đỉnh công phu, vậy mà không định truyền lại cho chúng ta. Vậy thì chúng ta theo học thầy phỏng có ích gì chứ? Cứ thế này, khéo tôi phải xin thầy cho xuống núi mất thôi. Tôi thấy ở đây tốn thời gian vô ích quá. Anh cứ bình tĩnh đã. Tôi nghĩ rằng thầy chưa truyền dạy cho chúng ta, chắc bởi tại chưa đến lúc đấy thôi. Cứ kiên nhẫn thêm một chút, tôi nghĩ cũng sắp tới lúc rồi. Đây, các anh ơi, liệu có phải thầy đang che mắt chúng ta không? Chắc gì thầy đã luyện được cái gì gọi là tuyệt đỉnh công phu ấy. Có thế thì mới không thấy thầy đã động gì chứ. Chẳng lẽ lại thế thật sao? Tôi e rằng như thế thật đấy. Nếu vài hôm nữa mọi việc vẫn không có gì thay đổi thì tôi nhất định sẽ rời khỏi đây. Biết làm sao đây nhỉ? Các trò theo ta học đã lâu, nay đã tới lúc ta truyền dạy cho các trò bí quyết mà cả thiên hạ đều muốn biết. Trời, bí quyết tuyệt đỉnh công phu đó. Hay quá, cuối cùng thì cũng đợi được tới lúc này. Nhưng trước tiên các trò phải làm được một việc đã. Nào, tất cả hãy theo ta. Gì vậy nhỉ? Nào, bây giờ tất cả hãy cùng leo lên cây. Sao?
Các trò hãy cứ nghe theo ta. Hả hả? Trời ơi, thầy làm gì thế kia? Các trò, đây là việc mà bất cứ người nào đến đây học cũng phải làm. Các trò hãy nhảy từ trên đó xuống những bàn chông này. Hả? Sao cơ? Nhảy từ trên xuống xuống những bàn chông kia? Ừ, thế thầy có khác gì tự sát? Tôi thà chết cũng không nhảy đâu. Tôi cũng thế. Sao thầy lại muốn chúng ta nhảy vào bàn chông thế chứ? Sao nào các trò, không ai dám nhảy à? Thầy ơi, sao chúng con có thể làm được việc đó hả? Chúng con không dám đâu ạ. Chẳng lẽ thầy lại bỏ mặc chúng ta ở đây? Mình không nghĩ thầy muốn hại ai cả. Mình tin thầy. Thưa thầy, con sẽ nhảy ạ. Sao? Cậu điên rồi Hoàng Văn. Trời, thật tuyệt vời. Con là người dũng cảm và tự tin, đủ tư chất là môn đệ của ta, còn đáng để ta truyền dạy. Còn những trò khác thì nhút nhát đa nghi, không đủ dũng khí để theo học. Thưa thầy, con ạ, con xin đa tạ thầy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.